Danh tính hai cô gái trẻ cởi trần tắm tiên tại Hồ Gươm đang được điều tra và xác minh làm rõ. Chiều 16 tháng 5, mạng xã hội lan truyền clip dài 26 giây ghi lại cảnh hai cô gái cởi hết áo, trùm kín đầu và xuống tắm ở Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự việc thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp nhé! Đoạn video được đăng trong nhóm Facebook có hơn 34.000 thành viên nên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn bình luận đều tỏ ra phẫn nộ với hành động trên và cho rằng đây là hành vi phản cảm, xâm hại đến hình ảnh một biểu tượng của Hà Nội. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều cùng ngày, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, cho biết quận đã nắm được thông tin và đang cho xác minh. Một lãnh đạo khác của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng cho biết đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, theo vị này, nếu xem hình ảnh trên clip, địa điểm mà hai cô gái tắm đối diện với nhà hàng Hàm Cá Mập, phố Đinh Tiên Hoàng. Vị này lý giải vị trí trên mực nước sâu tầm 2m, vì vậy việc hai cô gái tắm và đi lại thoải mái như trong clip là điều vô lý. Chúng tôi đang xác minh, nhưng nhiều khả năng là cắt ghép. Chỗ đấy nước rất sâu, bất hợp lý nhất là vì chỗ này sâu tầm 2m mà hai bạn này đứng lại ngang ngực thì làm sao mà xuống được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cho xác minh, vị lãnh đạo trên thông tin. Trước đó, tại khu vực Hồ Gươm cũng từng xảy ra một số sự việc tương tự, như vụ việc ngày 6 tháng 4 năm 2014, một nam thanh niên bơi ra giữa Hồ Gươm và quay clip toàn bộ vụ việc, sau đó đăng lên mạng. Sau đó, clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý Hồ Gươm đã vào cuộc xác minh. Vào đêm 19 tháng 5 năm 2016, ba nam thanh niên mình trần nhảy xuống bơi ở Hồ Gươm. Ngay lập tức, một số người đã báo với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trong khu vực. Tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khi đó nhanh chóng có mặt, ngăn chặn hành vi của ba thanh niên này. Tại trụ sở cơ quan chức năng, ba thanh niên này cho biết đã cá cược với nhau bằng việc thi bơi ra tháp rùa tại Hồ Gươm. Giải thưởng cho chức vô địch là một chai nước. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật được những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.